Hi, xin chào tất cả các bạn. Cuối cùng thì Quynh cũng đã quay trở lại với một tập của Hàn Quốc Q&A. Mong là các bạn vẫn còn nhớ mình. Vào thời điểm này thì chắc là các bạn cũng đang dùng dịch để chuẩn bị đi du học Hàn Quốc thì mùa thu rồi. Vậy nên chủ đề mà mình mang đến ngày hôm nay đó chính là mang gì và không nên mang gì khi đi du học Hàn Quốc. Cách đây 4 năm thì mình đã khăn gói vỏ mướp ra Hàn Quốc để du học và mình không mang gì hơn ngoài 40kg quần áo. Mình đã rất hối hận và không muốn các bạn đi vào vết xe đổ của mình. Và đây là những thứ mà bạn nên và không nên mang theo khi đi du học Hàn Quốc. Nhất là về giấy tờ, quan trọng nhất là hộ chiếu mà các bạn có visa được cấp. Đây là giấy tờ tùy thân quan trọng nhất nhưng mà cũng có kích cỡ nhỏ nhất và dễ bị đánh mất nhất. Và nếu không có nó thì các bạn còn không lên được cả máy bay cơ, chứ không nói đến chuyện nhập cảnh vào Hàn Quốc. Vậy nên nếu mà không mang theo thì sẽ rất là phiền. Nên là mình recommend các bạn là nên mang một cái túi nho nhỏ để đeo theo bên người, lúc nào cũng mang theo và bỏ cái hộ chiếu đấy vào thì các bạn sẽ không bị đánh mất đâu đấy nhé. Thứ hai đó chính là bảng điểm và bằng tốt nghiệp bậc học cao nhất của bạn trước khi bạn đến du học Hàn Quốc. Đó có thể là bảng điểm hay là bằng tốt nghiệp của cấp 3, đại học hoặc là thạc sĩ. Nói chung là cái ngành học cao nhất, cái bậc học cao nhất mà bạn đã hoàn thành trước khi sang đây du học. Nếu mà bằng điểm hoặc là bằng tốt nghiệp của bạn đối với bằng tiếng Anh hoặc là bằng tiếng Hàn thì các bạn sẽ không cần phải công chứng dịch thuật. Thế nhưng nếu trong trường hợp bảng điểm cũng như là bằng tốt nghiệp của bạn được viết bằng tiếng Việt thì bạn nên có một bộ công chứng dịch thuật nha. Các bạn có thể nghĩ rằng là những cái giấy tờ này thì các bạn đã nộp khi mà các bạn đăng ký đi du học và các bạn đã đỗ rồi thì nó không cần thiết nữa. Thế nhưng những cái giấy tờ này lại cực kỳ cần thiết khi mà các bạn sang đây, nhất là những bạn học tiếng mà các bạn định chuyển lên chuyên ngành, tức là các bạn lên bậc đại học ấy, thì các bạn sẽ cần phải làm hồ sơ thêm một lần nữa. Lúc đó các bạn nhờ người nhà gửi từ bên Việt Nam sang thì nó sẽ rất là phiền, rất là mất thời gian cũng như là tốn rất là nhiều chi phí. Vì thế nên là để phòng cái trường hợp mà các bạn sẽ có thể chuyển trường này, hoặc là đổi ngành này, hoặc là đổi lên một cái bậc học cao hơn, thì khi mà các bạn cần làm hồ sơ thì phải có sẵn những cái giấy tờ này, nên là các bạn nhớ mang theo giúp mình nhé. Thứ ba đó chính là những chứng chỉ hoặc là giải thưởng mà các bạn đã được nhận. Cái này thì chắc là những cái bạn nào mà tìm hiểu về hồ sơ du học thì chắc là các bạn cũng đã biết rồi. Nhưng mà ngoài cái chức năng để giúp các bạn làm cho cái hồ sơ du học của các bạn trở nên đẹp hơn, cũng như là sẽ cần thiết trong những cái trường hợp như là mình vừa nói, nghĩa là các bạn sẽ chuyển từ ngành này sang ngành khác, chuyển từ trường này sang trường khác, hoặc là chuyển sang một bậc cao hơn, thì khi mà hồ sơ các bạn sẽ cần đến những cái giấy tờ này. Thế nhưng nó còn có một cái chức năng khác nữa, đó chính là những cái chứng chỉ cũng như là những cái giải thưởng này thì nó rất là có lợi cho bạn nếu như mà các bạn đăng ký tham gia vào các hoạt động tình nguyện, các hoạt động ngoại khóa bên này, cũng như là nó sẽ trở thành thế mạnh của bạn khi mà bạn xin việc, cũng như là xin vào làm intern này, hoặc là xin việc sau khi mà các bạn tốt nghiệp tại đây đấy nhé. Những cái chứng chỉ hoặc là những cái giải thưởng này thì nó có thể là những cái chứng chỉ hoặc là giải thưởng liên quan đến các ngoại ngữ cũng như là các tay nghề, kỹ năng khác, hoặc là những cái chứng chỉ tình nguyện. Đối với những cái bạn mà đi du học từ cái tuổi mà các bạn còn rất bé thì là cái quan trọng nhất chắc chắn là chứng chỉ TOEIC, nghĩa là chứng chỉ năng lực tiếng Hàn. Bởi vì cái TOEIC này nó không chỉ có cái ý nghĩa là giúp các bạn được giảm học phí tại trường học này nếu như mà các bạn đi theo diện là tự túc và nhận học bổng trường để giảm học phí. Cái thứ hai nó còn rất quan trọng, đó chính là những cái bạn mà có ý định sang đây du học và định đi làm thêm ý, thì là khi mà các bạn sau 6 tháng các bạn được phép đi làm thêm thì các bạn cần phải có TOEIC cấp 2 trở lên thì các bạn mới được phép đi làm nha. Vì thế nên là cái chứng chỉ TOEIC tiếng Hàn này rất là quan trọng. Nên là dù không có những cái chứng chỉ hoặc là những cái bằng chứng nhận khác thì các bạn cũng nên có cho mình, cũng nên thi trước cho mình cái chứng chỉ TOEIC này nha. Trái lại thì có những thứ liên quan đến hồ sơ mà các bạn không cần thiết phải mang theo khi mà các bạn đến Hàn Quốc. Một trong số đó đó chính là ảnh thẻ. Ảnh thẻ đối với người Hàn Quốc thì cũng khá là quan trọng, bởi vì họ coi đó là một trong những yếu tố rất là quyết định đến sự thành bại của một cuộc phỏng vấn hoặc là một cuộc xin vào đâu đó. Vậy nên cái ngành công nghiệp chụp ảnh thẻ bên Hàn Quốc cũng rất là phát triển. Khi mà các bạn đến một tiệm chụp ảnh thẻ bên này, những cái tiệm lớn ý, thì người ta thường cho các bạn mượn cả áo vest này hoặc là những cái áo sơ mi trắng này để phù hợp với bạn. Bạn có thể tự do chọn lựa các kiểu mẫu, có rất là nhiều các kiểu mẫu. Thậm chí họ còn đảm nhiệm cả việc make up cho các bạn nữa, để làm sao cho các bạn khi mà các bạn lên hình các bạn có thể xinh đẹp một cách nghiêm túc nhất có thể. Và phong cách chụp ảnh thẻ Hàn Quốc thì cũng khá là khác so với Việt Nam. Nếu như mà ở Việt Nam mình thì thường chụp nền phông xanh, chỉ có khi nào các bạn đi chụp ảnh hộ chiếu thì người ta mới chụp nền phông trắng rồi đúng không? Nhưng bên này thì sẽ thường là chụp nền phông trắng hoặc là màu xám. Áo thì sẽ là mặc áo vest, chứ khác với ở Việt Nam mình là chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng hoặc là áo sơ mi có cổ thôi, như là làm tóc để lộ trán lên để cho trông khuôn mặt có vẻ thông minh sáng láng hơn, cũng như là cái biểu cảm thì nó sẽ khác với Việt Nam. Ở Việt Nam mình thì rất hay chụp ảnh mặc nghiêm túc.
Thế nhưng mà ở Hàn Quốc thì người ta sẽ chụp ảnh cười kiểu như là gương mặt tươi sáng hơn ý. Vì thế nên là các bạn khi mà chụp ảnh thẻ ở Việt Nam mà các bạn cảm thấy không ưng ý hoặc là cảm thấy nó hơi xấu quá thì các bạn không nên mang ảnh thẻ từ Việt Nam sang nha, mà các bạn có thể đến Hàn Quốc để chụp ảnh, như thế sẽ ok hơn rất là nhiều. Tiếp theo đó là về đồ dùng học tập hoặc là sách vở thì sao? Những thứ bạn cần mang theo đó chính là các bạn cần mang theo những cái quyển sách hoặc là những cái tài liệu nhập môn bằng tiếng Việt thuộc về chuyên ngành của bạn. Nếu như mà tài liệu đó có ebook thì bạn nên download sẵn về file PDF, sau đó là các bạn để vào trong máy tính hoặc là để trên iCloud hoặc là để vào trong mail để khi mà các bạn sang đây các bạn có thể dở ra để đọc. Bởi vì một tình trạng chung mà các bạn sang đây mà các bạn đi học ấy là các bạn không hiểu gì. Mình chính là một trong số đó, mặc dù là mình đã có topic cấp 6 và mình sang đây học và mình rất là tự tin về khả năng tiếng Hàn của mình. Thế nhưng mình vẫn gặp phải những cái trường hợp đó. Là bởi vì sao? Là bởi vì là mình không có những cái kiến thức nền về cái ngành mà mình sẽ học và mình không thể hiểu được những cái từ ngữ chuyên ngành cũng như là không nghe được những cái từ ngữ chuyên ngành đấy khi mà giáo sư giảng. Trước khi mà các bạn sang đây du học thì chắc là các bạn sẽ ít tìm hiểu về những cái chuyên ngành mà mình sẽ học cũng như là đào sâu, đi sâu và xem là nó sẽ học những cái gì và những cái từ ngữ chuyên ngành liên quan đến cái ngành đấy nó sẽ là gì. Vì thế nên là đến khi mà các bạn sang đây thì những cái quyển sách mà các bạn chuẩn bị trước từ ở nhà ấy nó sẽ trở nên rất là hữu dụng và giúp cho bạn có thể học hành ở bên này một cách thoải mái và thuận lợi hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì là các bạn sang đây thì các bạn thường có thói quen mang rất là nhiều đồ dùng học tập, mua sắm rất là nhiều đồ dùng học tập mới để đem sang đây để làm sao cho chúng mình bắt đầu một cái học kỳ nó thật là mới mẻ và hứng khởi. Nhưng mà khi các bạn đi sang du học ấy thì các bạn không cần thiết các bạn mua những cái thứ đấy quá nhiều, nó có thể chiếm rất là nhiều chỗ trong vali đi du học của bạn. Vì thế nên không nên mua những cái đồ dùng học tập này ở Việt Nam, bởi vì sang đây khi mà các bạn bước vào Daiso cái gì nó cũng có mà nó còn rất là rẻ nữa, hơn nữa nó rất là cute, rất là đáng yêu. Vì thế nên là các bạn sẽ không cầm lòng được mà mua về rất là nhiều. Như thế những cái đồ mà các bạn mua từ Việt Nam các bạn đem sang thì nó rất là lãng phí. Vì thế nên là đừng mua đồ dùng học tập ở nhà mà hãy sang đây, lúc đấy mua cũng được. Tiếp theo là quần áo và mỹ phẩm. Trước khi đi đâu, nhất là đi xa, những bạn gái như là chúng mình ấy thì thường sẽ có thói quen mua sắm rất là nhiều, đặc biệt là quần áo và mỹ phẩm. Và chuyện mình mang hơn 40kg quần áo đến Hàn Quốc thì chắc là các bạn cũng đã biết rồi đó. Và mình sẽ rất là hối hận về cái việc đấy. Sang đây ở một môi trường mà tất cả mọi người đều muốn mặc đẹp cũng như là trang điểm rất là đẹp khi mà ra đường thì chắc chắn là các bạn không ít thì nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến cái phong cách thời trang của bản thân mình. Lúc đó thì các bạn sẽ định hình lại phong cách ăn mặc này, phong cách make up này, thì những cái quần áo mà các bạn mua từ Việt Nam sang ấy nó sẽ trở nên rất là lãng phí và đôi khi là các bạn còn không mặc đến nữa. Hơn nữa thì các hãng quần áo mỹ phẩm bên này thì cũng rất là đa dạng và sale liên tục. Thế nhưng không có nghĩa là mình bảo các bạn là đừng mang quần áo cũng như là đừng mang mỹ phẩm từ bên Việt Nam sang, mà mình sẽ list cho các bạn những cái item cơ bản mà các bạn có thể mang sang nha. Về quần áo thời trang thì các bạn cần phải có một đôi giày thể thao xịn. Bởi vì trong những cái video khác thì mình cũng đã nói rồi, Hàn Quốc là một quốc gia rất là nhiều đồi núi. Vì thế nên là cái việc leo dốc hoặc là đi bộ thì nó sẽ trở thành việc rất là thường xuyên mà các bạn sẽ phải làm. Những đôi giày thể thao này thì là tùy vào style của mỗi người, tùy vào khả năng kinh tế của bạn. Nhưng mình recommend là nên có một đôi giày thể thao chắc chắn để các bạn có thể dùng nó mỗi ngày để đi lại và di chuyển. Hơn nữa là cái đôi giày thể thao thì nó rất là dễ để phối đồ. Các bạn có thể mặc đồ casual này hoặc là các bạn có thể mặc đồ bánh bèo thì nó cũng có thể rất là phù hợp với nhau. Vì thế nên là có một đôi giày thể thao rất là quan trọng nha. Tiếp theo là quần jeans. Quần jeans thì mình nghĩ là chắc là ai cũng có rồi. Vì thế nên là các bạn chỉ cần đem sang đây 1 đến 3 cái quần jeans thôi. Thì cái quần jean này nó cũng như là cái đôi giày thể thao ấy, nó rất là giúp các bạn dễ di chuyển mà nó có thể kết hợp với nhiều loại áo khác nhau, cũng như là nó sẽ giúp bạn có thể mặc từ mùa hè sang mùa đông, từ đông sang hè, quanh năm suốt tháng và không bị lỗi mốt. Vì thế nên là có 1 đến 3 cái quần jean thì là nó rất là tiện các bạn. Về chuyện váy vóc thì là mình khuyên các bạn không nên mang nhiều quá, bởi vì khi mà các bạn sang bên này nó sẽ có đầy đủ các loại váy khác nhau và cái mẫu mã của nó cũng khá đa dạng. Hơn nữa thì các bạn ở bên Hàn Quốc các bạn thường mặc váy vóc rất là kín đáo, các bạn thường mặc váy dài này và ít khi mà mặc váy ngắn, váy hở phần phía trên quá, hơi khác với Việt Nam mình một chút. Khi mà đến đây các bạn mua váy cũng được, các bạn không cần phải mua ở Việt Nam nha. Nếu mà các bạn sang bên này vào mùa đông thì chắc hẳn là các bạn cũng đang biết là bên này đang mốt áo phao long padding đúng không? Mình có nghe một số bạn nói thì là cái mẫu áo phao này ở Việt Nam thì có vẻ rẻ hơn là ở bên Hàn Quốc, nên là các bạn cũng có thể tìm những cái mẫu áo phao dáng dài để mang sang mặc nha, chỉ cần có một cái là đủ. Đó là những cái item mà mình nghĩ là rất là cơ bản và các bạn nên có trong vali đồ của các bạn. Tiếp theo là về mỹ phẩm.
Nói chung là về mỹ phẩm thì các bạn chỉ cần đem theo mỹ phẩm mà các bạn đang dùng là được. Các bạn đừng mua thêm nha, bởi vì là mua mỹ phẩm đem từ Việt Nam sang Hàn Quốc thì chẳng khác nào mà trở củi về rừng cả. Nhưng mà có một loại mỹ phẩm mà mình khuyên các bạn nên mang theo, đó chính là mỹ phẩm trị mụn. Kể cả những cái bạn mà da rất là đẹp rồi nhưng mà cũng nên có một tip để phòng thân nha. Thời tiết và khí hậu Hàn Quốc thì khá là lạnh và khô so với ở Việt Nam, vì thế nên là cái sự chênh lệch về nhiệt độ cũng như là độ ẩm sẽ làm cho các bạn bị dễ bị nổi mụn. Cái thứ hai đó chính là do nhiều bạn không quen nước, lạ nước thì cũng đã bị nổi mụn lên rất nhiều. Và cái thứ ba đó chính là do môi trường học tập, sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc thì nó stress hơn rất nhiều so với Việt Nam, vì thế nên là các bạn sẽ rất dễ bị nổi mụn ở trên mặt. Và ở bên này thì đi chữa, đi khám ở các khoa da liễu thì cũng rất là đắt, vì thế nên các bạn cần có một cái tip trị mụn nha. Thứ tư đó chính là các vật dụng cá nhân. Các bạn nên dành nhiều không gian trong cái vali mang theo du học của bạn dành cho những cái vật dụng cá nhân, đặc biệt là đồ điện tử phục vụ học tập cũng như là sở thích của bạn, ví dụ như là laptop này, hoặc là máy ảnh, máy quay, hoặc là tai nghe. Bởi vì ở Hàn Quốc tuy là cường quốc công nghệ nhưng mà khi mà các bạn mới sang đây thì các bạn sẽ rất khó để kiếm một nơi bán đồ công nghệ vừa chất lượng này, lại vừa có giá thành phải chăng này, cũng như là khó để tìm những cái chương trình giảm giá cũng như là những cái coupon giảm giá để các bạn có thể mua được đồ công nghệ với một cái giá tốt nhất. Còn những vật dụng cá nhân phục vụ sinh hoạt như là dầu gội này, sữa tắm này, bàn chải đánh răng này, kem đánh răng này, bla bla thì các bạn chỉ việc sang đây các bạn mua là được. Ngoài ra thì các bạn nên mang theo một số loại thuốc cơ bản như là các bạn đi du lịch ý, ví dụ như là thuốc giảm đau này, thuốc hạ sốt này, thuốc cảm cúm này, thuốc đau bụng đi ngoài này, vân vân. Thì ở bên này thì các bạn cần phải đi khám và có đơn của bác sĩ thì các bạn mới có thể đến hiệu thuốc và đến mua thuốc được. Trong khi đó nếu như mà các bạn mang theo những cái loại thuốc cơ bản ví dụ như là cảm cúm hạ sốt từ Việt Nam mang sang thì các bạn chỉ cần 1-2 viên là các bạn có thể khỏi ốm ngay được rồi. Một thứ rất là nhỏ nữa mà các bạn phải mang sang đó chính là cái ổ cắm điện. Nhiều bạn ở Việt Nam sẽ dùng laptop có đầu cắm ba chân hoặc là những cái chân đấy nó bị dẹt ý, thì khi mà các bạn đem sang đây thì nó sẽ không cắm được vào ổ điện của Hàn Quốc, bởi vì các ổ điện của Hàn Quốc luôn luôn là ổ điện hai chân và đầu thì nó là tròn tròn nhỏ nhỏ ấy. Vì thế nên là các bạn nếu như mà có laptop này hoặc là những cái đồ điện tử mang sang đây có cái đầu cắm điện mà nó là ba chạc thì các bạn nên mang theo một cái ổ cắm điện nữa nha. Ở Việt Nam thì nó cũng bán rất là nhiều những cái đầu chuyển đổi thì các bạn cũng phải đem theo một cái đầu chuyển đổi đấy thì các bạn đem sang đây thì khi đó cái laptop của bạn mới dùng được nha. Vậy thôi, mình nghĩ là đủ rồi. Hy vọng là sau khi mà xem video này thì các bạn sẽ có một vali đem đi du học vừa gọn gàng vừa nhẹ nhàng, lại có đầy đủ những cái item thật là cần thiết nha. Và nếu như mà các bạn thích video này thì đừng quên nhấn like cũng như là subscribe cho channel K-Trend nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Annyeong.